Nội dung chạy 4 x 100m tiếp sức nam cực kỳ hấp dẫn trong ngày hôm nay. Và đây cũng là nội dung được chọn là nội dung cuối cùng, nội dung thi cuối cùng ngày hôm nay. Theo lịch thì nội dung 4 x 100m tiếp sức nam sẽ bắt đầu vào lúc 19:20. Đội tuyển Việt Nam sẽ chạy ở đường chạy số 2. Đội tuyển Malaysia sẽ chạy đường chạy số 3. Tuyển Thái Lan chạy ở đường chạy số 4. Đường chạy số 5, số 5 là đội tuyển Philippines. Đường chạy số 6 là đội tuyển Indonesia. Campuchia đường chạy số 7. Và đường chạy số 8 là đội tuyển Singapore. Bàn chạy nước rút 4 x 100m nam có thể nói là tuyệt vời sắp sửa diễn ra trên sân Mỹ Đình. Và rất đông khán giả lắng lại và chờ xem màn so tài ở nội dung 4 x 100m nam. Đây luôn là một nội dung cực kỳ hấp dẫn tại các kỳ Thế vận hội cũng như là SEA Games. Màn so tài của 8 đội. Và bây giờ thì các vận động viên đã tăng tốc ở đường chạy 4 x 100m tiếp sức nam. Đường chạy số 2 là đội tuyển Việt Nam. Và chúng ta đã tăng tốc, các vận động viên đều đang tăng tốc vào đường chạy này. Ở đường chạy số 8 là vận động viên của Singapore. Vận động viên của Thái Lan đã về ở vị trí đầu tiên ở nội dung 4 x 100m nam. Như vậy là trong buổi chiều ngày hôm nay thêm một lần nữa, đoàn thể thao Thái Lan đã giành chiến thắng ở nội dung thi 4 x 100m tiếp sức. Và trước đó lúc 18:45 thì ở đường chạy 4 x 100m tiếp sức nữ, các vận động viên của Thái Lan đã lên ngôi ở đường chạy này. Ở cự ly 4 x 100m tiếp sức nam thì đội tuyển Thái Lan đã có thêm một chiến thắng nữa trong buổi chiều ngày hôm nay với hai chiếc huy chương vàng ở môn điền kinh. Chúng ta được xem lại hình quay chậm trong pha rút đích này.
thuyền đến kinh với 4 vận động viên trong nội dung 4 x 100m tiếp sức nam. Đã có một cú nước rút tạo được ấn tượng. Ở phía sau là đoàn của Malaysia, nhóm vận động viên của các vận động viên của Singapore. Quý vị khán giả thân mến, như vậy nội dung 4 x 100m tiếp sức nam trong ngày hôm nay đã khép lại. Gì rất hấp dẫn nhất diễn ra tại bốn điền kinh vào chiều nay tại sân đồng quốc gia Mỹ Đình. Dù cho những chàng trai và cô gái ở 4 x 100m tiếp sức nữ và tiếp sức nam với Lê Thị Bồng Tuyền, Hoàng Dư Ý, Dương Thị Hoa, Hà Thị Thu cũng như là Nguyễn Đình Vũ, Trịnh Viết Tú, Lê Quyền Lợi và Ngân Ngọc Nghĩa đã không thể mang về được tấm huy chương vàng ở nội dung này, nhưng chúng ta cũng đã được chứng kiến những tấm huy chương vàng ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nam của Lê Tiến Long, chiếc huy chương bạc của Đỗ Quốc Luật ở nội dung này, chiếc huy chương